Xin TV xin chào quý bà con. Ngày hôm nay xin giới thiệu đến quý bà con một giống cây không chỉ tăng cường sức khỏe, làm đẹp da mà còn nâng cao về giá trị kinh tế. Vâng, xin giới thiệu đến quý bà con giống cây quýt đường. Cây giống quýt đường có chiều cao từ 70 đến 80 cm với khả năng biến những khu vườn nhỏ thành những vườn cây trĩu quả thơm ngát. Đây chính là sự lựa chọn lý tưởng cho những người yêu thích trồng trọt và đam mê sự tự nhiên. Đây là một trong những sự lựa chọn cho những ai yêu thích sự ngọt ngào. Đây cũng là trái cây nhỏ nhắn nhưng đầy sức hút, không chỉ khiến vị giác của chúng ta phải say đắm mà còn góp phần làm phong phú thêm bức tranh ẩm thực của nhiều nền văn hóa. Không những vậy, quýt đường còn có những công dụng đáng kinh ngạc như cung cấp vitamin C, làm đẹp da, hỗ trợ hệ tiêu hóa, hỗ trợ tim mạch, hỗ trợ giảm cân, chống viêm và bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra còn giúp xương chắc khỏe. Với những công dụng về sức khỏe như vậy, quýt đường không chỉ là một món ăn ngon mà còn là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh. Về phần trồng cây, để trồng được loại cây này, bà con cần trồng ở nơi có nhiều ánh sáng. Vì vậy nên chọn nơi có vị trí ánh sáng trực tiếp từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày và đảm bảo khu vực có hệ thống thoát nước tốt, tránh cây bị ngập úng. Cây quýt đường yêu cầu đất tơi xốp, thoát nước tốt và có giàu chất dinh dưỡng. pH phù hợp với cây là từ 6 đến 7. Giống cây này bà con cần cung cấp đầy đủ nước cho cây nhưng mà tránh tưới nước thường xuyên để tránh tình trạng cây bị ngập úng. Tưới 2 đến 3 lần trên một tuần, phụ thuộc vào thời tiết, nên bón phân định kỳ để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây. Nên sử dụng phân hữu cơ, phân hóa học chuyên dụng cho cây ăn quả. Thường bón phân từ 2 đến 3 lần trên một năm là đủ. Ngoài ra còn phải cần cắt tỉa cây thường xuyên để giúp cây có độ thông thoáng tốt và giúp cắt những cái cành sâu bệnh gây ảnh hưởng đến cây. Ngoài ra nên loại bỏ cỏ dại xung quanh gốc cây để tránh tình trạng là cạnh tranh về nước cũng như là chất dinh dưỡng. Quýt đường thường ra trái từ 6 đến 12 tháng sau khi trồng, phụ thuộc vào điều kiện chăm sóc và khí hậu. Quả quýt đường chuyển sang màu vàng cam sau khi chín. Bà con nên thu hoạch trái khi chúng có màu sắc đồng đều cũng như là cảm thấy nhẹ tay. Đó là dấu hiệu cho thấy quýt đường đã chín tới một độ chín nhất định. Trồng quýt đường không chỉ giúp bà con có những trái quýt thơm ngon mà còn là cách tuyệt vời để tận hưởng thành quả của sự chăm sóc và kiên nhẫn. Về cây giống quýt đường hiện tại đang được bán tại cửa hàng của Xuân Nông. Xin cảm ơn bà con đã theo dõi cùng Xuân Nông TV.